Câu học. Câu này Ngân. Đấy, câu này chia thì. Nào, xác định thì. Đằng sau này chắc chắn là hiện tại hoàn thành rồi. Đằng trước là hiện tại đơn thôi. Ủa sao nó chia luôn rồi? Peter is my pencil. Bạn có thư đó. We have been hiện tại hoàn thành nhá. Đấy. Tim chấm than là gì? Bạn đang làm gì đó? Vậy là what are you doing? Với đằng sau là thì gì? Tôi muốn đằng sau muốn. Tôi muốn bạn trả quan tâm hơn về bài học đó. Đó là gì? To pay. Con nói im không? Im không? Cô mà nghe một câu bậy bạ nó chết thôi cô. Đừng có tưởng cô không biết cái con mụ đó là ai. Đừng có tưởng cô không biết nha. Của là ai vậy cô? Nhá. Là thần tượng idol của hai thằng cha kia. Stupid. Rồi đằng sau Ken Not là gì hai đứa? Fix. À thần nhân gì ta mới là thần tượng con hả? Rồi bố của tôi không thể sửa được cái xe đạp nữa. Ông ta next week là gì? Tương lai. Vậy là gì? He. À, ông ta sẽ mua một cái mới vào tuần sau. He going to buy. Không thì con will I cũng được nha, không có vấn đề gì hết. Nếu mà không phân biệt ra các loại tương lai thì có xài will bạn được. Rồi, xin là thì gì đây? Cái vế đằng trước chắc chắn là hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành heaven. Heaven xin nhá. Xóa xóa cái mà xóa xóa. Ờ, go là quá khứ đơn này. Say chuyển thành. Rồi, for ten year là thì gì? Hiện tại hoàn thành. Đúng rồi, đá cái gì mà rung bàn này? Đêm á. Đúng ra nó hỏng bàn đấy thì mà đền. Đóng tiền cho tôi chưa? Ủa em đóng rồi còn tháng mấy luôn. Được, cô lấy cho mà coi. Để mà nhiều đi rồi mà cúp cho thằng gì đó. Thằng công. Ờ, như thằng. Nào, đằng sau like là gì hả chị ơi? Đau bụng quá. Đằng sau like là gì? Hả? Listening không? Ý là cái bụng con nó kiểu gì á, chứ không phải là con buồn đi vệ sinh. Hiểu không? Nó quằn quại á. Rồi nào, tối hôm qua là thi gì? Rồi, stay gì? Bạn bạn Nhi cố gắng nào, stay đi, nhớ chưa? Cột 2. Bây giờ này, enough này, Nhi nhìn cho cô cấu trúc enough này và sau đó sẽ là một to infinity. Cho nên còn là xài là gì? To the right cho cô nghe chưa? Nam đã từng, nào đã từng làm gì đó là you to cộng động từ nguyên mẫu nha Nhi. You to động từ nguyên mẫu là you to be. Ok bạn Nhi, được không? Được không nói cô tiếng? Câu số 10, often là hiện tại đơn đó con. He là chủ ngữ số ít thì what thêm s vào. Đằng sau like là gì Nhi? Động từ thêm. Thêm in nhá, living nhá. Rồi tối hôm qua là thì gì đây? Quá khứ. Cho nên ở đây sẽ là, đây là câu hỏi thì did để ở trước nè. Đã xài did rồi thì đằng sau là nguyên mẫu. Đúng rồi, what did you do? Rồi, lúc mà chấm than là thì gì? Hoàn đầu con. Hiện tại gì? Đơn đầu con. Tiếp diễn. The boy gì? The boy is climbing. Climbing. Rồi, tiếp theo. Quá khứ. Ờ, quá khứ. Nào, có not. Đít gì? Đít đần gì? Đúng rồi, giỏi quá. Tomorrow là thì gì? Tương lai ở đây. À, và có hop ở đây này. Chắc chắn có hop rồi thì ở đây xài will be này. Will be. Tiếp theo. Ăn. Cấp theo này, interested in này, đằng sau interested in là gì? Đằng sau giới từ là gì? Đằng sau giới từ luôn luôn là động từ thêm in cho cô. Mà là sai gì? Playing. Rồi, Z từ đây thì gì? Z từ đây là thì mình có cái gì? Tiếp gì á? À không, quá khứ rồi. Rồi, go chuyển thành gì? Go chuyển thành quen. Next moment là thì gì? Next moment là tương. Tương lai. Bài cô. Willy. Nhưng mà thì các con biết rồi thì cứ chia thôi. Chúng ta hãy đằng sau let là gì? Động từ nguyên. No, work. Xin 2002 là gì? Hiện tại hoàn thành. Have a head động từ cột 3. Ủa hai chị kia không đọc đáp án à? Ủa? Bài cô. Đằng sau good life là gì? Không phải ai good life. Good life hả? Bơm. To go. Em đã học đó thì em không biết. Xin bên đây thì gì? Ngân. Hả? He gì? Hét gì? Hét dần gì? Hét
hét dần này. Bạn Nhi có kịp bạn Nhi? Kịp mà nó nhỏ chứ. Ủa cô, 8 lớp 6 rồi. Rồi, số 7 dưới tự làm đấy nha. Cô chuyển sang mấy em kia tí. Không là bất công.